hào khi các bạn và thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chặng đua mở màn của mùa giải đua xe mô tô Việt Nam 2019 diễn ra tại trường đua 2K tỉnh Bình Dương. Ngay ở chặng thi đấu khai mạc của mùa giải, các tay đua đã mang tới cho khán giả những màn trình diễn khiến tất cả mọi người đều phải nín thở theo dõi. Ngay ở phần thi đấu phân hạng đầu tiên, các tay đua đã cho thấy một sự tập trung cao độ. Ở mùa giải này, Honda Việt Nam đã hoàn thiện hơn bộ luật thi đấu và công tác đào tạo các vận động viên cùng đội ngũ trọng tài. Vì vậy, giờ đây đã không còn ai nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của giải đấu. Thời tiết ngày đua đầu tiên tại Bình Dương cực kỳ oi bức nhưng càng khiến cho không khí cuộc đua trở nên gắt hơn rất nhiều. Tại thể thức Blade 110 là thể thức mà toàn bộ 12 tay đua tham dự đều là những tay đua mới, tuổi đời từ 17 đến 20 tuổi. Honda Việt Nam đã định hướng cho nội dung này trở thành sân chơi cho các tay đua trẻ nhập môn vào môi trường chuyên nghiệp. Do là các tay đua trẻ mới lần đầu tham dự thi đấu, tốc độ của hạng mục Blade 110 ngày khai mạc không thực sự cao. Tuy vậy, các tay đua trẻ đã thể hiện được rất nhiều tiềm năng và tinh thần thi đấu. Ngay khi xuất phát, tận dụng lợi thế pole, Nguyễn Đức Thanh đã lao lên chiếm lấy vị trí dẫn đầu. Ở phía sau, tay đua Vũ Hoàng Nam số 04 đã tận dụng sai lầm khi xuất phát của Đinh Văn Toàn số 03 để chiếm lấy vị trí số 2. Ở phần còn lại của trận đấu, Nguyễn Đức Thanh đã cho thấy ưu thế tuyệt đối, trong khi Vũ Hoàng Nam và Đinh Văn Toàn tạo nên màn so kè quyết liệt cho vị trí thứ 2. Đến vòng đua thứ 6, Văn Toàn đã sửa sai được lỗi xuất phát của mình bằng một cú bo cua vượt qua Hoàng Nam và ba vị trí dẫn đầu này được duy trì cho tới hết trận. Một chiến thắng đầy ngọt ngào cho tay đua sinh năm 1999 Nguyễn Đức Thanh. Lần này là lần đầu tiên tôi tham gia giải đua quy mô như thế này. Ta tổ chức rất là chuyên nghiệp và rất là công bằng. Trường đua 2K luôn được đánh giá là nơi lý tưởng cho những chiếc xe MX-125. Và lại một lần nữa, điều này được khẳng định tại ngày khai màn VMRC 2019. Ngay khi xuất phát, tay đua Trần Minh Luân số 90, mặc dù chỉ xuất phát ở vị trí số 3, nhưng có một cú đề pa thần sầu loại bỏ hai tay đua xuất phát trước là Nguyễn Ngọc Nhân số 77 và Đoàn Đức Giang số 61. Và ngay sau đó, một cuộc chiến thực sự đã được diễn ra. Ngọc Nhân ngay sau khi bị vượt qua ở vạch xuất phát, dường như bị chạm vào sự tự ái, anh lao lên tấn công Minh Luân từ mọi hướng. Đến vòng đua thứ 3, anh đã thành công và lấy được lại vị trí dẫn đầu. Lúc này, Đức Giang cũng đang bám sát ở phía sau. Đến vòng đua thứ 5, thì Đức Giang bị bỏ lại dần cho cuộc chiến bảo vệ vị trí thứ 3, trong khi Ngọc Nhân và Minh Luân dần tách xa phần còn lại. Trong 11 vòng thi đấu còn lại, Ngọc Nhân đã tạo được khoảng cách an toàn và gần như chắc chắn với vị trí số 1, trong khi Minh Nhân thì dường như đã hài lòng với vị trí số 2 của mình. Còn vị trí số 3 là cuộc chạm trán giữa Đức Giang và Đăng Khoa số 78 cùng Nhật Trường số 70. Phải tới vòng đua cuối cùng thì cuộc chiến này mới ngang ngũ. Với chiến thắng thuộc về Đức Giang, nội dung MX-125 khép lại với chiến thắng xứng đáng cho Nguyễn Ngọc Nhân. Theo sau anh lần lượt là Trần Minh Luân và Đoàn Đức Giang. Năm nay ban tổ chức rất là tốt rồi. Tốt là có thể cho anh em được tập luyện nhiều hơn và thời gian nghỉ ngơi của anh em là vừa đủ để anh em tập luyện. Ngày thi đấu khai mạc của nội dung Winner 150 không còn bất ngờ nào xảy ra, nhưng khán giả theo dõi cũng mãn nhãn bởi chất lượng chuyên môn. Ngay từ khi xuất phát, Nguyễn Anh Tuấn số 47, Nguyễn Hoàng Tiến số 52 và Lê Hồng Hữu Tín số 49 đã tận dụng 3 vị trí xuất phát đầu tiên để lao lên tách tốp còn lại. Tuy vậy, cả ba tay đua đều chọn cách thi đấu khá an toàn trong 10 vòng thi đấu tiếp theo. Hoàng Tiến và Hữu Tín chủ động bám vị trí như để thăm dò tay đua Anh Tuấn đang dẫn đầu. Đến vòng đua thứ 12, Hữu Tín có một pha xử lý xuất sắc loại bỏ được Hoàng Tiến và leo lên tấn công trực tiếp Anh Tuấn. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã có một ngày thi đấu đầy bản lĩnh và lạnh lùng. Anh tổ chức che chắn tốt trước các đợt tấn công của Hữu Tín và dần lấy lại được ưu thế ở các vòng đua còn lại. Ba vị trí dẫn đầu này được duy trì cho đến khi kết thúc 16 vòng thi đấu. Như vậy, Nguyễn Anh Tuấn đã có một khởi đầu mỹ mãn trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại hạng mục Winner 150 của mình. Honda năm tổ chức năm nay rất là hiệu quả và rất là chuyên nghiệp và xe cộ rất là ngon và chuyên nghiệp cho những tay đua chạy rất là an toàn và thi đấu hết mình. Trận tiếp theo thì tôi sẽ tập luyện thêm và cố gắng hơn nữa để được thành tích tốt nhất để vô địch năm 2019 này. Nội dung khép lại ngày khai mạc của VMRC 2019 là Way 130, nội dung quy tụ những tay đua hàng đầu của giải đấu.
Và ở ngày khai màn, nội dung Way 130 đã để lại những cảm xúc ấn tượng nhất, từ sự bất ngờ cho tới sự tiếc nuối. Ngay khi xuất phát, Lê Khánh Lộc từ vị trí số 2 đã lao lên vị trí dẫn đầu, đẩy Lê Phụng xuống vị trí số 2. Trong khi đó, Lê Trọng Vinh số 23 từ vị trí xuất phát thứ 5 đã chiếm được vị trí số 3 ngay sau đó. Lúc này, Lê Khánh Lộc tiếp tục cho thấy anh đang là tay đua số 1 của giải đấu. Trong khi đó, đương kim vô địch Bùi Duy Thông thì có vẻ như vẫn chưa làm quen được với chiếc xe từ đội đua mới của mình trong năm nay. Đến vòng đua thứ 2, khi mà ưu thế của Lê Khánh Lộc đang ngày một lộ rõ thì vận đen đã vồ được anh. Ngay cua thứ 2, khi xe của Lê Khánh Lộc bị hỏng, sự cố bất ngờ khiến anh bị mất tốc độ đột ngột, phải đánh lái qua lề phải. Và đây cũng là lúc gián tiếp khiến hai tay đua phía sau anh là Lê Phụng và Trọng Vinh đen theo, bởi vô tình bị Lê Khánh Lộc chặn mất đà tiến. Ngay lúc này, từ phía sau, tay đua Đoàn Trường Lợi số 20 mau chóng tận dụng cơ hội để lao lên và chiếm lấy vị trí số 1. Còn Trần Hoàng Phúc số 18 cũng kịp chiếm lấy vị trí số 3 của Trọng Vinh, cùng tạo ra cuộc chiến top 2 đầy quyết liệt trong vòng 6 trọng tiếp theo. Tới vòng đua số 8, Lợi nhỏ đã bỏ cách xa phần còn lại. Hoàng Phúc lúc này đang chiếm vị trí số 2, thì tới cua 4 anh bất ngờ bị trượt ngã, qua đó mất vị trí số 2 vào tay Trọng Vinh. Lê Phụng lúc này xếp thứ 3 và Bùi Duy Thông ở vị trí thứ 4. Kết quả này được duy trì cho đến khi kết thúc cuộc đua. Trang mở màn của BMRC 2019 đã khép lại với những thành công mỹ mãn về khâu tổ chức và chất lượng chuyên môn. Chặng 2 của BMRC 2019 sẽ dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới. Xin chào và hẹn gặp lại!